Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xem phụ đề YouTube bằng tiếng Việt qua điện thoại nhé. Bước 1. Truy cập YouTube qua trình duyệt trong điện thoại. Vào kênh Sound Design bên mình và chọn bất kỳ video nào mà bạn muốn nhé. Bước 2. Nhấn vào biểu tượng 3 chấm phía trên góc phải màn hình và chọn xem bản máy tính. Sau khi trình duyệt chuyển qua xem dạng bản bằng máy tính, bây giờ bạn đã thấy giao diện YouTube hoàn toàn y chang như khi bạn xem YouTube trên máy tính rồi phải không? Nhấn vào nút CC dưới đây để mở thêm chức năng phụ đề cho video bạn nhé. Bước 3. Nhấn vào biểu tượng bánh răng. Phần Subtitle bạn nhấn vào English và chọn Auto Translate. Cuộn chuột xuống gần cuối danh sách các ngôn ngữ và chọn Vietnamese. Vậy là bạn có thể thưởng thức những clip hay về Photoshop của Sound Design bằng tiếng Việt mà không cần phải lo lắng gì nữa nhé. Nếu bạn muốn trở về xem lại bằng hình thức trên điện thoại, chỉ cần nhấn vào nút 3 chấm lúc ban đầu và chọn xem bản điện thoại. Vậy là xong. Xin cảm ơn các bạn.